chikānaṃ devānaṃ sattaṃ sutavātā vatīṃ sa deva sattamano sa vesuṃtā vatīṃ sa nam devānaṃ sattaṃ sutavāyāma deva sattamano sa vesuṃ yāmanaṃ devānaṃ sattaṃ sutavā tusitā Tamano sa vesun dusitanam devanam satavanimanarati devasatamano sa vesun nimanarati nam devanam satam sutava paranimitava savati devasatamano sa vesun paranimitava savati nam devanam satam sutava brahmakayika devasatamano sa vesun ketam bhagavata paranasiyam isipatane mikathaye anuvataram dhammacakkam pavatitam apativatiyam samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenati va lokasami Itihatena khanena tena muhutena yava brahma loka sato apukha chi ayandata sasahasi lokata dusankam pisam pakam pisam pavedi apamano cha olaro opaso loke patura Hosi ati kamme vadevanam devanupavam athako bhagava uthanam uthane si anja sivatapo kondhanyo anja sivatapo kondhanyo di iti hitam aya samato kondhanya sa anja kondhanyo Tavevanaman Ahosiddhi Nhà Nam Mô Bụt Thaya. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thâm Má trên mạng Internet qua Bangkok, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Tân từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con tôi được tỉnh hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2022, Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay: môn học Phật pháp cơ bản, phần 1 Đức Phật, bài 19 Con nhà tông. Phần 1 trả lời một số câu hỏi về những đệ tử Phật do Thượng tọa Giác Đẳng biên soạn và giảng dạy. Dạ, và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Dạ, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Ngài. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hương thượng, trí giả thân chứng.
Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, lễ, là điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi lễ bái tâm bảo. Và bài học hôm nay, môn học Phật Pháp cơ bản, bài 19, con nhà tâm, phần 2, trả lời một số câu hỏi về những đệ tử Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay, và chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Dạ, con không biết là ở trong room có nghe rõ được tín hiệu của con không ạ? Dạ, con kính tri ân Đại Đức Tự Tri. Dạ, con không biết là đường nét của Thượng Tọa Tuệ Siêu như thế nào. Nếu mà Thượng Tọa có nghe rõ được tín hiệu chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập đại học hôm nay ạ. Dạ, con không thấy tín hiệu của Thượng Tọa Tuệ Siêu. Con thấy có Thượng Tọa Giác Đẳng vào room. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con ạ. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giác. Kính đại đại Thượng Tọa Tuệ Siêu, đại đại Thượng Tọa Tôn Đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi đang soạn một loạt bài nói về các đệ tử Phật qua một số hình ảnh và các giai thoại. Nhưng ở trong thời gian vừa qua, chúng tôi nhận một loạt nhiều email. Mà chúng tôi thấy rằng những email này nếu trả lời thì cũng tương đối là tốn nhiều thời giờ. Đồng thời cũng có một số điểm rất là quan trọng cho những người Phật tử ở trong lớp Phật học Buddha Dhamma cùng có thể chia sẻ. Như vậy chúng tôi tuyển ra một số các câu hỏi. Thật ra thì quý vị có hỏi chúng tôi một số câu khác nữa, nhưng mà một là chúng tôi nghĩ rằng nó cũng không có cần thiết lắm. Và thứ hai nữa đó là có lẽ là trong một vài bài học tới chúng ta sẽ được nghe đề cập đến. Chúng tôi chọn ra 5 cái câu hỏi để trả lời trong buổi học ngày hôm nay. Và những câu hỏi này cũng là một phần để giúp cho chúng ta hiểu thêm về một số cái phương diện rất là tế nhị trong sự tương quan về sử liệu giữa các truyền thống Phật giáo. Có lẽ Thượng Tọa Tuệ Siêu không nghe được, nên bây giờ thì xin mời Hữu Tinh Hạnh Quang Hỷ đọc cho phần bài học, sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Con dạ, con được xin phép được đọc bài ạ. Phần 1, Đức Phật, bài 19,
con nhà Tông, phần 2, trả lời một số câu hỏi về tự Phật. Đức Thế Tôn ra đời, mang ánh sáng giác ngộ giải thoát đến cho muôn loài chúng sanh. Những đệ tử đã lãnh hội và thành tựu được sự chuyển hóa kỳ diệu, có thể nói là vô số. Trong những vị này đã có nhiều thể hiện cho thấy sự trưởng thành thật sự trong giáo pháp và góp phần hoằn hóa lợi sanh. Mặc dù khả năng hữu hạn so với bậc đạo sư, nhưng con nhà Tâm không giống lông cũng giống cánh. Những giai thoại về các đệ tử cho thấy sự vô úy khi tuyên thuyết chánh pháp, hiệu năng khai thị. Dù người thuyết giáo xuất thân tầm thường, tất cả đã ghi lại một thời hoàng kim của chánh pháp khi giá trị của chân lý vượt qua tất cả hạng cuộc của giai cấp, giới tính, giàu nghèo. Hiểu biết về các đệ tử cũng là sự cảm nhận tánh cách cao cả về sự ra đời của một bậc chánh mạnh chánh giác. Bài học này dù được biên soạn tiếp theo những bài viết về những đệ tử của Đức Phật, nhưng khác hơn những bài đã có là chỉ tập trung trả lời một số câu hỏi qua những email liên quan tới chủ đề. 1. Kinh điển Pali nói gì về thập đại đệ tử Phật được đề cập trong Hán Tạng? 2. Hai vị thượng thủ thinh văn là tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana liên hệ thế nào đối với hai vị Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền? 3. Tôn giả Mục Kiền Liên trong kinh điển Đại Thừa được xem là một vị Bồ Tát, tức là Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Vậy tôn giả Xá Lợi Phất có phải là một vị Bồ Tát? 4. Tại sao theo sử liệu thì tôn giả Ananda chỉ trở thành đệ tử Phật trong thời gian 25 năm sau cùng của Đức Phật? Thế nhưng câu chuyện tôn giả Ananda xin cho nữ giới xuất gia cho thấy Ngài đã thành thị giả của Đức Thế Tôn sớm hơn. 5. Câu chuyện nàng Prakriti luyến ái tôn giả Ananda có phải là chính sử? Chuyện này có liên hệ với câu chuyện của Ma Đăng Già. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Tượng Tòa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Tượng Tòa. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào một bài học mà có lẽ là nó không có quan trọng đối với các đức Phật giáo khác, khi mà hầu hết các quốc gia Phật giáo đó như Thái Lan, Kinh Lan, Miến Điện, Tây Tạng, Nhật Bản, Trung Hoa, v.v. thì Phật giáo nghiêng về một tông phái rất rõ rệt. Việt Nam chúng ta thì lại có cái trường rất là đặc biệt, đó là có một cái sự giao thoa đáng kể giữa hai truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Cái phương diện hành chánh thì chúng ta có sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Đồng Thống Nhất, mà bản hiến chương được viết tượng đầu năm 1964 và kéo dài nhiều thập kỷ sau đó, thì Chư Tăng Nam Tông và Bắc Tông đã cùng nhau để có mặt ở trong cái tổ chức gọi là Giáo hội Phật giáo Đồng Thống Nhất. Về sau này ở tại Việt Nam như hiện tại, mặc dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam không phải là giáo hội dân lập, nhưng mà vẫn
thừa kế một số những cái nét của giáo hội thống nhất hồi trước, thí dụ như là sự có mặt của cả hai cái truyền thống Phật giáo chủ lưu là năm tông bát tông, mặc dù không còn có cái sự khẳng định ở trong cái hiến chương như là trước kia. Nhưng mà có lẽ là một cái ảnh hưởng rất là sâu sắc mà chúng ta thấy đó là việc chuyển dịch kinh tạng Pali sang tiếng Việt do Hòa Thượng Thích Minh Châu, là một học giả xuất thân từ Phật giáo Bắc truyền. Và Ngài cũng là viện trưởng Viện Đại học Văn Hạnh trước kia, sau này là viện nghiên cứu Phật học. Nhiều thế hệ tăng ni Việt Nam đã tốt nghiệp các trường Phật học, mà trong đó kinh tạng Pali trở thành một bộ môn quen thuộc bên cạnh những kinh điển Phật giáo Bắc tông như là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, vân vân. Thứ gì một số các vị cao tăng của Phật giáo Đại thừa như là Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thiền Siêu cũng có một cái nhìn về kinh điển Pali như là một bộ phận kinh điển quan trọng ở trong sự giảng dạy của mình. Chúng tôi đơn cử ra một vài trường hợp như vậy để thấy rằng Phật giáo Việt Nam có một cái sắc thái rất là đặc biệt. Đó là nơi mà hai truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông trên phương diện giáo điển đã tiếp xúc, đã có những ảnh hưởng lẫn nhau. Và tự nhiên thì đối với người Phật tử Việt Nam có những việc mà nghe lạ nhưng mà quen, nghe quen nhưng mà lạ, mà đôi lúc cũng không có khả năng để phân biệt. Và chính vì không có khả năng phân biệt nên chi có những thắc mắc, có những câu hỏi mà nó cần đến sự tỉ giảo so sánh. Chúng tôi thì không có cái mục đích là làm những cái so sánh về Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông qua cái hai cái hệ thống giáo điển Pali, giáo hệ Pali và giáo hệ Hán ngữ ở trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này. Nhưng mà bởi vì có nhiều vị nêu ra câu hỏi, và chúng tôi nghĩ rằng cái tiện nhất để trả lời là chúng tôi gom một số vào trong một bài học để tiện trả lời cho cá nhân vị đó, và cũng như nếu quý Phật tử khác muốn tham khảo thì cũng có thể sử dụng vào đó. Thì thưa quý vị, trước hết đó, là câu hỏi về thập đại đệ tử. Thập đại đệ tử tức là 10 vị đệ tử lớn mà trong kinh điển Phật giáo Đại thừa thường nêu ra, đó là những đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật hiện lại, Ngài có 10 vị đại đệ tử. Thì những vị này có ở trong Phật giáo Nam truyền, tức là có trong kinh điển Pali hay không? Thứ nhất, chúng ta tìm thấy rằng cái danh tính của những vị này, thậm chí là cái điểm đặc sắc của mỗi vị đó, nó có phần nào đó
được tìm thấy trong Tam Tạng Pali. Chúng ta điểm sơ qua thì, thưa quý vị, trong đó có ngày Xá Lợi Phất, tôn giả Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí tuệ, tôn giả Mục Kiền Liên là đệ nhất về thần thông. Chúng tôi đang nói theo Phật giáo Bắc Kinh nha. Tôn giả Mahakayip đệ nhất về Độ Đà, tôn giả A Nậu Đà La đệ nhất về Thiên Nhãn, tôn giả Tu Bồ Đề đệ nhất về Giải Không, tôn giả Phú Lâu Na đệ nhất thuyết pháp, tôn giả Ca Chiên Viên là luận nghị đệ nhất về luận nghị, tôn giả Upali là trì giới đệ nhất, tôn giả Nanda là đa văn đệ nhất, và tôn giả La Hồ La là mật hạnh đệ nhất. Vì thật ra trong số những vị này đó thì trước hết thưa quý vị, trong Kinh Tạng Pali đó, Đức Phật Ngài không có nói về 10 vị đệ tử là đệ nhất hay là đại đệ tử, không có nói. Mặc dù vị nào đã đọc ở trong Tăng Chi Bộ, và chúng tôi là người đã từng trình bày đó, thì chúng ta thấy một danh sách rất là dài. Những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, người nữ cư sĩ có những cái ưu điểm mà đệ nhất. Ví dụ như một cái người nam cư sĩ mà đệ nhất nam cư sĩ của Đức Phật là ông Cấp Cô Độc, nhưng mà có những vị gọi là bố thí, cúng dường thực phẩm tối thắng, lại là một vị cư sĩ khác. Hay là Đức Phật Ngài có đề cập đến cái đặc điểm của nhiều vị chứ không phải một vị, vài vị. Có vị đệ nhất về thần thông như Ngài Mục Kiền Liên, có vị đệ nhất về khất thực với từ tâm như Ngài Suputi. Nhưng mà khi mà Ngài gọi là đệ nhất á, thì Ngài chỉ nói về cái sở trường của vị đó. Ví dụ như Ngài Sivali là có đệ nhất về cái sự phát sanh lợi lộc cúng dường rồi cái phước quá khứ. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là các vị đó có cái sở trường đệ nhất về việc đó thì các vị được trở thành đại đệ tử. Và cũng phải nói rõ thêm á, là trong cái số đệ tử Phật thì Đức Phật Ngài không có đưa ra một nhóm nào mà gọi là đại đệ tử, ngoại trừ có ba vị mà mang tới cái chỉ định, đó là tôn giả Xá Lợi Phất và cùng tôn giả Mục Kiền Liên, được xem như là hai vị thượng thủ tinh văn, hai vị thủ chúc, và tôn giả Ananda là thị giả của Đức Phật. Thì ở đây đó, nếu vị nào có hỏi về thầm đầy đệ tử đó, thì chúng tôi xin thưa rằng Đức Phật Ngài có dạy rằng có một số các đệ tử có những cái sở trường, có những cái đặc hạnh, có những cái tối thắng về một cái gì đó. Nhưng mà Đức Phật Ngài không có, theo Tam Tạng Pali đó, thì Đức Phật Ngài không đưa ra một nhóm đệ tử gọi là đại đệ tử. Dạ, không có. Mà cái danh sách mà đại đệ tử mà chúng ta nghe đó, thì có lần chúng tôi tra cứu của Phật giáo Tây Tạng thì không có như vậy. Ở đây Phật giáo Trung Hoa. Và chúng ta được sơ qua đó, thì trong danh sách này, Ngài Xá Lợi Phất đệ nhất về trí tuệ, Ngài Mục Kiền Liên đệ nhất về thần thông, Ngài Mahakayip là đệ nhất về Độ Đà, Ngài Anuradha Anuradha đệ nhất về thiên nhãn. Thì thưa quý vị, những vị này đó, bốn vị chúng tôi vừa nêu trên đó, là đều có trong Tam Tạng Pali và cũng nói đến cái ưu việt tương tự như vậy. Mà các vị đó quả thật cũng là những đại đệ tử nổi bật.
Nhưng mà tôn giả Sư Phụ Tí, gọi là Tu Bồ Đề á, gọi là giải không đệ nhất đó, thì ở đây hoàn toàn của Phật giáo Đại Thừa. Vị nào mà đọc ở trong kinh Kim Cang á, thì một cái bản kinh mà có nhiều cái giáo nghĩa rất gần với Phật giáo Nam Tông đó, thì có đọc về tôn giả Sư Phụ Tí. Nhưng bên Nam Tông thì tôn giả Tu Bồ Đề là một vị mà Ngài có một cái từ tâm đặc biệt đối với đàn tính, là mỗi lần Ngài đi khất thực, thỉnh thoảng để khiến cho đàn tính có được nhiều công đức, Ngài nhập thiền xuất thiền. Và khi Ngài nhập thiền xuất thiền tạo ra nhiều công đức cho người cúng dường, thì chúng ta có nghe nói. Nhưng mà tôn giả Sư Phụ Tí không phải là một đệ tử nổi trội trong Tam Tạng Pali. Tôn giả Punna mà chúng ta được biết là tôn giả Phú Lô Na, thì ở trong kinh tạng Pali không nói là thuyết pháp đệ nhất. Mong dầu câu chuyện của tôn giả Phú Lô Na đó, thì bên Bắc Tông và Nam Tông đều có đề cập đến. Ngài xin Đức Thế Tôn đi sang xứ Sunaparanta để hoằng pháp. Lúc bây giờ Đức Phật lại hỏi rằng dân chúng đó được biết là rất là hung dữ, thì nếu con đến đó họ chửi mắng con nghĩ sao? Thì nó bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng dù sao họ còn rất là tốt, họ mới có chửi mắng cho họ chưa đánh con. Nếu họ đánh con thì con nghĩ sao? Nó bạch Đức Thế Tôn, nếu họ đánh con nghĩ cũng rất tốt, rồi họ mới đánh cho họ chưa giết con. Vâng vâng, câu chuyện đó chúng ta nghe nhiều rồi. Nhưng mà cái đó không phải đệ nhất của thuyết pháp. Dạ. Ngài đi sang đó và ở trong thời gian 3 tháng Ngài độ hơn 500 đệ tử, và còn Ngài cũng chứng tâm linh, rồi Ngài viên tịch Niết Bàn ở đó. Nhưng Ngài Phú Lô Na thì ngoại trừ cái chuyến đi hoằng pháp đó, thì Ngài không góp phần nhiều vào trong cái những cái công cuộc khác, hoằng pháp khác của Đức Phật. Chúng ta cũng nghe đến Ngài Mahachinyin. Dạ, là một đại đệ tử Đức Phật, thì theo trong kinh Pali đó, Ngài cũng đến từ, Ngài là người đến từ miền Nam Ấn, chứ không phải là người Ngài là thầy của tôn giả Sonap. Ngài không phải ngày hôm nay chúng ta gọi là sư Maharashtra đó, chứ không phải đến từ Trung Ấn. Ngài có những cái cống hiến rất là xuất sắc. Ngài Upali đó là một đệ tử lớn, một khuôn mặt lớn, nhưng mà Ngài không phải là đệ nhất về trì giới. Giữ giới thì tất cả các vị A-la-hán là đều nhất, nhưng mà Ngài Upali đệ nhất về trì luật, trì luật khác với trì giới. Trì giới là cái dùng giữ giới cho trong sạch là trì giới thôi. Cái này nó cũng sẽ dễ tạo ra hiểu lầm, là tưởng đâu một vị trì giới đó là vị này giữ giới rất là trong sạch, còn vị khác không trì giới. Không phải. Theo trong Tam Tạng Pali thì Ngài Upali là vị đệ nhất về trì luật. Trì luật ở đây tức là vị am hiểu về tạng luật và cái cách để tác pháp yết ma, để tiến hành một cái tăng sự và tất cả những khía cạnh liên quan tạng luật. Thì Ngài Upali là được Đức Phật trực tiếp truyền dạy về luật tạng. Thật ra Ngài là vị được xem như là đệ nhất về trì luật. Quý vị nên nhớ là trì giới khác mà trì luật khác nhau. Thật ra trong Phật giáo Bắc truyền trong chữ Hán mà nói Ngài Upali đệ nhất trì giới thì cái đó nó không có chính xác, không có đi với Tam Tạng Pali. Đó là Ngài đệ nhất của trì luật. Ngài Ananda là đa văn đệ nhất. Thì ở đây đó chúng ta nên hiểu rằng đôi khi mình phải có cái sự phân biệt. Không phải là Ngài Ananda, Ngài là vị có kiến thức nhiều hơn là những vị khác, và Ngài là vị được nghe nhiều, nghe từ Đức Phật. Và Ngài cùng với Ngài Upali là một là những vị kết tập tâm tạng lần đầu tiên ở tại thành Vương Xá. Thật ra về đa văn đệ nhất thì việc này cũng không có khác biệt giữa Nam Tông và Bắc Tông. Nhưng mà chúng tôi nhắc quý vị rằng chư vị A-la-hán khác có thể có tứ tuệ phân tích. Thì với trí tuệ phân tích các ngài cũng ưu việt lắm, nhưng tôn giả Ananda là vị được nghe nhiều. Riêng về tôn giả Rahula là mật hạnh đệ nhất,
thì cái này nó hơi cường điệu ở trong Phật giáo Bắc Truyền. Và Tôn giả Nanda, Tôn giả Rahula là con của Thái tử Siddhartha và cung nương Yashodhara. Vị này có những cái tánh hạnh rất là dễ thương, nhưng mà gọi là kiểu mật hạnh đệ nhất. Thì cái câu này phải đặt ra một câu hỏi: mật hạnh là mật hạnh cái gì? Dạ, thì Ngài là một trong những đệ tử nổi trội, nhưng mà điều này không có nghĩa là Ngài vượt mặt những cái vị tôn giả khác. Ngài xuất gia vào năm 7 tuổi, khi Đức Thích Tôn về thành Ca Tỳ La về, và Ngài viên tịch trước Đức Phật. Dạ, Ngài viên tịch trước Đức Phật. Chúng ta nghe nhiều những lời dạy của Đức Phật dành cho tôn giả Rahula, nhưng mà về cái hành trạng của tôn giả đó thì chúng ta không nghe nhiều. Chúng ta chỉ biết rằng Ngài đã viên tịch Niết Bàn ở cõi trời, ở trên cõi trời Đao Lợi. Thật ra đối với Tam Tạng Pali đó, thì cái danh sách thập đại đệ tử của Phật giáo Bắc Truyền ở trong Hán Tạng đó thì nó không có đều tay, nó không có đồng đều. Nhưng chúng tôi nói như trường hợp mà nếu mà liệt Ngài Rahula một trong 10 đại đệ tử thì cái đó nó cũng hơi quá đà. Hay là Ngài Suphuti mà Ngài Tu Bồ Đề đó, mà gọi là vị đệ nhất về giải không. Bởi vì ở trong Phật giáo Bắc Truyền, Ngài Tu Bồ Đề là người đương Đức Phật giảng Kinh Kim Cang á, thì thưa quý vị, điều đó rất nó dựa trên cái quan điểm Phật giáo Bắc Truyền nhiều hơn là Tam Tạng Pali. Thật ra có một số điều mà không có tương đồng về danh sách thập đại đệ tử này. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa là bên Nam Tông không hề nói đến rằng có 10 đệ tử lớn của Đức Phật. Danh sách thập đại đệ tử mà có nhiều vị, có rất nhiều vị lỗi lạc. Và mỗi một vị đó có một cái sở trường, nhưng mà không việc phải vì sở đó mà trở thành đại đệ tử. Và sau cùng thì chúng tôi nhắc rằng riêng Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đó, thì lại là vị hai vị thượng thủ Thinh Văn do Đức Phật Ngài xác nhận, và Tôn giả Nanda là vị thị giả được Đức Phật Ngài được Đức Phật Ngài đặc biệt chỉ định chấp thuận trong 25 cuối đời của Ngài. Vị khác tôn giả Maha Kassapa từ Đại Ca Diếp để nhất về Đồ Đà đúng, nhưng cái vai trò của tôn giả Maha Ca Diếp trong Phật giáo không đơn thuần chỉ là hành Đồ Đà. Hành Đồ Đà chỉ là một hành của Ngài thôi, và Ngài có cái đóng góp khác rất rộng hơn mà chúng ta có dịp chúng ta nói sau. Thật rằng mặc dù cái danh đánh của những vị này quý vị nghe rất quen, như tôn giả Anu Đà La, tôn giả Nanda, tôn giả Maha Ca Diếp Diên v.v., nhưng mà cái khái niệm về thập đại đệ tử của Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là của Hán Tạng, hoàn toàn không có tương hợp gì với ở trong Tam Tạng Pali. Chúng ta đọc kỹ lại ở trong Tăng Chi Bộ thì chỉ thấy những cái sở trường của các ngài, nhiều vị chứ không phải là 10 vị, nhiều vị cả hàng trăm vị như vậy, nhưng mà không có 10 vị mà Đức Phật Ngài đặt riêng gọi là đại đệ tử. Đó là câu trả lời đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: hai vị thượng thủ Thinh Văn là tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamoggallana liên hệ thế nào đối với vị hai vị Bồ Tát là Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền? Thưa quý vị, câu chuyện này nó hơi dài, nhưng mà vào cái thế kỷ thứ nhất á, khi mà sự khởi hưng của Phật giáo Đại Thừa, mà tiêu biểu nhất là Ngài Long Thọ, thì bây giờ người ta bắt đầu đưa ra cái
sự nhấn mạnh về Bồ Tát, về Bồ Tát hay là Bồ Tát hạnh. Và đây là một cái ngã rẽ rất là quan trọng trong Phật giáo. Chính thức gọi là một ngã rẽ quan trọng là bởi vì ngay cả những người mà nghiên cứu Phật giáo Đại Thừa lâu đó, như sử gia Edward Conzi, người Anh đó, thì họ gọi cái Phật giáo nguyên thủy đó là Phật giáo tu viện, và Phật giáo đề cập đến vị xuất gia. Nếu chúng ta đọc trong kinh điển Pali thì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà đi xuất gia đó là một cái đặc điểm rất là lớn cho những đệ tử thời Đức Phật. Nếu mà đi vào cái con đường mà chúng ta gọi là tu tập có chiều sâu. Nói như vậy không có nghĩa rằng tất cả những người mà muốn thành tựu đạo quả cao quý đó đều đi xuất gia hết. Cũng có những cư sĩ rất là tốt, rất lỗi lạc. Nhưng mà đặc biệt là Đức Phật còn tại thế khi Ngài ra đời đó, thì Ngài chú trọng về sự thực hành những cái pháp gọi là dẫn đến giác ngộ, như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thức chất chi, bát chánh đạo. Và những pháp này đó, nó lại đưa ra một cái hình ảnh tu hành trực tiếp, tu hành có phương pháp. Nhưng mà về sau này đó, thì thưa quý vị, cái việc tu những cái pháp như chúng tôi vừa nói, pháp trợ bồ đề, nhất là bát chánh đạo hay tứ niệm xứ bát chánh đạo vân vân, thì nó lại không có, nó không có phổ thông. Quý vị cứ tưởng tượng là thời Đức Phật còn đại thế đó, thì những đệ tử Phật chú trọng vào sự tu tập các chùa chiền, nó giống như cái trường thiền mình bây giờ vậy đó. Nhưng mà rồi năm dài tháng rộng, trải qua nhiều thế kỷ đó, thì Phật giáo trở nên đại chúng quá. Phật giáo trở thành một cái nguồn tư tưởng về lý thuyết, giống như chúng ta đang học bây giờ. Và cái người mà gọi là thực hành thì càng ngày càng ít đi. Nếu quý vị để ý thấy là càng về sau này đó, thì cái pháp hành hay là sự áp dụng cụ thể Phật pháp trong đời sống đó, nó không còn mạnh nữa. Và đa số chúng ta ngày hôm nay đó, thì bàn về lý thuyết nhiều hơn là áp dụng, như áp dụng Phật pháp vào đời sống như thời Đức Phật còn tại thế. Và có một cái bước đi rất là quan trọng, đó là một số các vị tỳ kheo lại nghĩ đến một cái hướng là Phật giáo đi vào cuộc đời. Phật giáo đi vào cuộc đời vào thế nào? Là thay vì người xuất gia thì chuyên tâm tu tập, thì bây giờ nói đến một đạo Phật mà phụng sự cho chúng sanh, lấy đại bi tâm là quan trọng. Thì thưa quý vị, trong cái kho tàng kinh điển Phật giáo nguyên thủy đó, thì có một bộ phận, mà bộ phận này đã được Phật giáo Đại Thừa khai triển rất là mạnh. Đó là bộ phận kinh Chataka, hay là những câu chuyện tiền thân. Câu chuyện tiền thân là gì? Câu chuyện tiền thân là một cái sưu tập kinh điển mà có thời Đức Phật còn tại thế đó, về những cái hành hoạt của Đức Bồ Tát, của các vị đệ tử mà ở trong cái quá trình dài tu tập Pháp Ba La Mật
Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn nói thêm một điểm này để quý Phật tử lưu ý đó. Là khi mà Đức Bồ Tát ngài hành Ba La Mật đó, thì giống như là mình gọi là tu mò vậy đó. Tu mò ở đây có nghĩa là dõ dẫm, ngài dõ dẫm đi từng bước. Trong cái sự dõi dẫm đó đó, là tại vì ngài có một cái đại nguyện, ngài có cái tâm hướng cầu giác ngộ giải thoát. Nên chi những cái pháp như là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, chân thực, nhẫn nại, trí nguyện từ tâm hành xả vân vân, thì những cái pháp này đó, ngài dõi dẫm mà ngài tu lại trúng. Trong lúc đó khi mà ngài giác ngộ rồi đó, thì cái tính cách lại khác. Là Đức Phật ngài dạy về Bát Chánh Đạo, là pháp tu trực tiếp. Chúng tôi tạm lấy thí dụ như là cái thời kỳ mà Đức Bồ Tát ngài tu tập Ba La Mật, giống như mình học Đông Y vậy đó. Học Đông Y cái chuyện mà hút thuốc đó là cái chuyện hên xui. Nhưng mà một khi mà người ta đã bắt đầu có một nền y khoa tiên tiến rồi, rồi có những phòng thí nghiệm, rồi có cái phương pháp để kiểm nghiệm cái hiệu quả của thuốc rồi đó, thì trước thấy Tây Y thịnh hành, thì cái chuyện mà mình học giáo pháp của Đức Phật tu tập đó, giống như là chúng ta đã học trực tiếp với một vị đại giác ngộ. Giống như chúng ta lúc bây giờ mình có một cái nền y học đã tiên tiến ra rõ ràng rồi, chứ không phải còn học theo kiểu thầy lang ở vương nữa. Mà cái khuyên hướng này thì không phải chỉ có trong Phật giáo Đại Thừa, mà ngay cả ở trong Phật giáo Nguyên Lý, ví dụ chúng ta sang Miến Điện, Thái Lan v.v. thì cũng có một vài vị là nhấn mạnh về tu pháp Ba La Mật và hơn là tu giới định tuệ. Tại con đường tu giới định tuệ có vẻ tu gắt quá, có vẻ tu rút. Còn con đường Ba La Mật thì có vẻ như là mình có thể tu tập ở trong đời sống bình thường được. Mà thưa quý vị, cái chuyện mà tu tập của Đức Bồ Tát qua các câu chuyện truyền thân qua Ba La Mật đó, thì có một cái yếu tính rất là quan trọng. Đó là gần gũi với cuộc đời. Đức Bồ Tát ngài hành đạo giữa nhân gian, ngài sinh ra làm vua, ngài sinh ra làm con voi, ngài sinh ra làm vị quan đại thần, là vị thiện trí, là vị thọ thần vân vân. Nhưng mà tất cả những hình ảnh đó đó, nó lại gần gũi với cái quần chúng ở bên ngoài. Trong khi đó, sự tu tập về giới định tuệ đó thì nó quá chuyên biệt cho đời sống xuất gia. Vì vậy, khi mà Phật giáo Đại Thừa mà hưng khởi đó, thì người ta bắt đầu đề cao Bồ Tát hạnh và đề cao cái sự cái mà chúng ta gọi là đại bi tâm. Trong lúc mà trong Phật giáo Nguyên Thủy thì nhấn mạnh về sự tu giới định tuệ, và do cái chuyện tu giới định tuệ được nhấn mạnh nên cái đời sống xuất gia được nhấn mạnh. Chúng tôi phải nói dài dòng ở đây hơn một chút để quý vị thấy rằng nó có hai cái khuynh hướng. Một là khuynh hướng đem Đạo Phật đi vào cuộc đời. Một cái khuynh hướng khác đó là chuyên tu về giới định tuệ, mang cái hình thái của những vị xuất gia. Thì hai cái khuynh hướng này đó, chúng tôi tạm dùng cái chữ rất là đời gọi là kèn cửa với nhau. Một thời gian rất là dài, từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch cho đến thứ nhất, và cuối cùng có sự ra đời của Phật giáo Đại Thừa. Thì khi Phật giáo Đại Thừa ra đời đó, thì bây giờ người ta nói đến một cái điểm đó gọi là Bồ Tát hạnh. Và chữ Bồ Tát bây giờ đó là hiểu khác hơn Phật giáo Nguyên Thủy một chút. Ở trong Phật giáo ngày xưa đó, chữ Bồ Tát chỉ cho một vị đang trên con đường dẫn đến giác ngộ nhưng mà chưa giác ngộ. Dù như thỉnh thoảng quý vị nghe
chúng tôi là chư tăng giảng nói về Đức Phật trước khi thành Đức Đại Bồ Tát. Đức Bồ Tát hay Đại Bồ Tát là chỉ cho Đức Thế Tôn khi chưa giác bộ, và đó là cái chữ mà Đức Phật kể thỉnh thoảng này cũng có dùng. Và chưa giác bộ thì có nghĩa là không phải là có một quả chứng gì, nhưng mà Phật giáo Đại Thừa thì dùng cái chữ Bồ Tát đó để gọi đó là một quả chứng, tức là từ thinh văn rồi duyên giác rồi mới tới Bồ Tát rồi mới thành chánh đẳng chánh giác, tức là trên các vị đệ tử Phật là còn có các vị duyên giác, tức là các vị Phật độc giác á. Ở đây thì cái duyên giác này cũng hiểu khác hơn một chút. Rồi trên các vị duyên giác mới là Bồ Tát. Bồ Tát chỉ nhỏ hơn là các vị chánh đẳng chánh giác như là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Diên Đăng được thôi. Quý vị chờ chúng tôi chút chút. Quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Thưa quý vị, lúc bây giờ đó, do cái sự đề cao không biết là quý vị có nghe lại được không ạ? Dạ. Thì trong cái sự thay thế này đó, là người ta tạo ra một cái hệ thống mới. Tức là Đức Phật Ngài có hai cái hội chúng. Một bên đó là hội chúng thinh văn, thuộc về tiểu thừa. Mà Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Bụt Kiền Liên là hai vị thượng tổ. Và một bên đó là hội chúng của chư vị Bồ Tát. Mà Ngài cũng có hai vị thượng tổ khác, tức là Đức Văn Thù và Đức Phổ Hiền. Thì Đức Văn Thù á, Đức Văn Thù Bồ Tát á, cưỡi con sư tử, nhìn trên công tượng, và Đức Phổ Hiền cưỡi voi. Và Đức Văn Thù á, gọi là Đại Trí. Và Đức Phổ Hiền gọi là Đại Hạnh.
đại hạnh như là chúng ta nghe nói là thập nguyện phổ hiền, tức là 10 cái nguyện của Đức Phổ Hiền. Thì thưa quý vị, sau này các nhà nghiên cứu Phật học như là Hòa Thượng Nhất Hạnh hay là Hòa Thượng Mãn Giác đều nhận rằng Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền không có cái sử liệu gì hết, chỉ nghe thoáng thoáng đó đây thôi. Nhưng mà Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền đó được tôn lên ở trong các kinh điển Đại Thừa để chuyên chở những cái giáo nghĩa Phật giáo Đại Thừa. Nhưng mà sang Trung Hoa đó thì nó lại còn có một cái vấn đề khác. Đó là chúng tôi có dịp nói chuyện với vị là bên Trung Hoa có Thiền Tông, có Tịnh Độ Tông, có Mật Tông. Ta nói Thiền Tịnh Mật hay là Thiền Tịnh đó. Thì ở bên Trung Hoa, những cái vị mà thờ Phật và theo Thiền Tông đó, thì các vị lại không có thờ Ngài Ananda, xin lỗi, thờ Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là hai vị thượng trụ, mà Đức Phật ngồi giữa, Đức Phật Thích Ca ngồi giữa, và hai bên đó, một bên là tôn giả Mahakayip và một bên là tôn giả Ananda. Cái lý do mà họ thờ như vậy đó là bởi vì theo Thiền Tông thì tôn giả Mahakayip là người được Đức Phật Ngài trao truyền chánh pháp nhãn tạng ở tại Linh Thứ khi Ngài gọi là Niêm Hoa Vi Tiếu đó, thì Ngài lại là đệ nhất tổ của Thiền Tông, và tôn giả Ananda là đệ nhị tổ. Thì thật ra sau này có dịp thì chúng tôi cũng nói thêm về Ngài Mahakayip. Ngài cũng có cái đặc biệt là Ngài là vị đã được Đức Phật Ngài đổi cái Y Tăng Già Lê, có dịp chúng tôi đã kể quý vị nghe rồi. Không có một ai khác mà có được cái tư cách mà sử dụng cái tư cụ của Đức Phật. Riêng về Ngài Mahakayip thì Ngài được làm, Ngài đã được cái phước duyên làm về chuyện đó, là đã dùng cái Y Tăng Già Lê. Và Y Tăng Già Lê đó do chính Đức Thế Tôn Ngài nhặt những cái vải ở trong cái bãi Tha Ma, Ngài làm ra cái y này, Ngài giặt ra, Ngài làm Y Tăng Già Lê. Và tôn giả Mahakayip Ngài đã nhận cái y đó. Thì một cái y đó tiêu biểu cho, nó phấn tạo y tiêu biểu cho hạnh Đầu Đà. Và thứ hai đó, về sau này chúng ta có chuyện gọi là truyền y bát đó, là cũng lấy cái tích đó. Nhưng mà ở trong Tam Tạng Pali chỉ nói là tôn giả Mahakayip đã cúng dường cái y Tăng Già Lê của mình cho Đức Phật, và Đức Phật Ngài trao, Ngài cho lại cái y của Ngài. Và tôn giả Mahakayip đó là cái vị mà chủ trì cái cuộc tới kết tập Tam Tạng lần đầu tiên, chứ không phải là một vị sơ tổ của Thiền Tông. Mà bên Thiền Tông thì chúng ta biết là gọi là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự. Còn từ bên có điều thú vị là trong Thiền Tông đó, thì nói tới bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, mà tôn giả Ananda và tôn giả Kayip đó, thì đều là những vị, một bên là Ngài Ananda đó là vị đa văn mà lại là vị tùng tuyên Tam Tạng, và Ngài Kayip là vị chủ trì của kết tập Tam Tạng đầu tiên. Thành ra cả hai vị đó theo Phật giáo Nguyên Thủy thì không có cái gì gọi là bất lập văn tự, và cũng không có gì gọi là giáo ngoại biệt truyền hết, mà cả hai vị đó đều là những đại đệ tử đóng những vai trò quan trọng trong lịch sử của Đạo Phật. Thành ra bên Trung Hoa đó thì người ta không có thờ Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Cùng Một Kiền Liên, tại vì theo kinh điển Phật giáo Bắc truyền thì hai vị đó là Thinh Văn thuộc hàng Tiểu Thừa, mà thay vào đó thì họ thờ Phật Thích Ca, bên là Ngài Ca Diếp và bên là Ngài Ananda. Thưa quý vị, ở Việt Nam, Phật giáo Việt Nam thì chúng tôi thấy có cái chùa Hương Đạo ở trên forward của sư Bửu Đức á, thì sư làm cái hình là Đức Phật, một bên là tôn giả Mahakayip, bên là thánh ni Mahapachapati Gotami. Tại vì quan điểm tức là tăng ni lưỡng phái, lưỡng phái tăng, tức là bên tăng là đệ nhất là tôn giả Mahakayip, bên ni là Di Mẫu Mahapachapati Gotami.
thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó thì cũng hơi biến cử. Đúng là Thánh Ni Mahapati Gotami đó là vị ni trưởng đầu tiên, nhưng mà tôn giả Mahakayip không phải là vị vị tăng đầu tiên, mà cũng phải là không phải là vị tiêu biểu cho bên tăng. Thật ra nó cũng nó trường hợp mà chúng ta cũng phải lưu ý. Thì ở đây đó, từ cái ý niệm thượng thủ tinh văn, tức là có hai vị bên tả bên hữu đó, và Phật giáo Bắc truyền lại tạo ra Đức Phật Thích Ca có hai vị Bồ Tát là Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền. Và trong lúc đó thì Đức Phật Di Đà đó ở Tây Phương đó, thì có hai vị là Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí. Thì Đức Quán Thế Âm á là vị đại bi quán sát thế gian, còn Đức Thế Chí là được xem như là vị chủ về đại trí, khi hào quang chiếu sáng cả thế gian. Nhưng mà nếu quý vị nào học Phật giáo Đại Thừa nhiều á, thì quý vị sẽ thấy rằng mặc dù khi mà nói đến Tịnh Độ Tông về Tây Phương Tam Thánh á, thì cả ba vị là Đức Di Đà, Đức Quan Âm và Thế Chí. Nhưng mà người Việt Nam thì chỉ biết nhiều về Đức Quán Thế Âm. Và đa số những người học Phật và kể cả những vị xuất gia Phật giáo Đại Thừa mà hỏi về Đức Thế Chí, có nhiều khi không biết Ngài làm gì. Chúng tôi có nghe một vị thầy Phật tử hỏi là Ngài Đức Quán Thế Âm của bộ mình nghe nhắc nhiều người làm nhiều việc đó, vì chứ tại sao có Ngài Thế Chí mà Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Ngài làm gì. Thì thầy cười cười, thầy nói rằng thì bây giờ nếu mà đứng quan tâm mà đứng bên con kỳ quá, phải có vị đứng bên kia đó nó cần. Nhưng mà thật sự phải là ở đây nó cũng là một vấn đề nó hơi bất cập. Dạ, khi mà người ta biết nhiều, và đa số các chùa Việt Nam á thì lại có hình thức thờ là một bên là Đức Quán Thế Âm và một bên là Đức Địa Tạng. Đức Địa Tạng thì Đức Quán Thế Âm á là tầm thinh cứu khổ, còn Đức Địa Tạng là vị mà cứu chúng sanh trong địa ngục. Nhưng mà cũng theo giáo lý Phật giáo Đại Thừa đó, thì Đức Địa Tạng cũng là một hóa thân của Đức Quán Thế Bồ Tát nữa. Thật ra câu chuyện này nó hơi rắc rối thưa quý vị. Dạ, hơi rắc rối. Thì chúng tôi thưa như vậy là hình ảnh của Đức Văn Thù và Đức Phổ Hiền chỉ là một cách thay thế trong một cái định hướng mới về Bồ Tát Đạo, trong một cái định hướng mới về sự khởi hưng của Phật giáo Đại Thừa. Và trong cái sự khởi hưng của Phật giáo Đại Thừa nhấn mạnh về Bồ Tát Đạo đó, thì các vị lại không có chú trọng về hình ảnh của hai vị thượng thủ tinh văn là Ngài Xá Lợi Phất. Thật ra trong Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là ở Trung Hoa hay là những Phật Đức Phật giáo Đại Thừa đó, thì quý vị không thấy hai vị là Ngài Xá Lợi Phất là một quyền liên hai bên Đức Phật, mà thay vào đó là vị Văn Thù và Phổ Hiền. Và trong sử liệu cả Nam Tông Bắc Tông thì Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền có cái lịch sử rất ít lắm, không có cái nhiều cái giai thoại sử liệu rõ ràng như là Ngài Xá Lợi Phất và Bụt Kiên. Bây giờ thì có một câu hỏi mà quý vị cũng là hỏi thêm cũng hơi rắc rối, đó là tại sao cũng là thượng thủ thinh văn mà Ngài Bụt Kiên Liên là Bồ Tát mà Ngài Xá Lợi Phất không phải là Bồ Tát. Thì ở đây thì chúng tôi cũng lại thưa là ở đây là vấn đề rất là Đại Thừa. Đại Thừa rất nhiều. Phật giáo Đại Thừa mà khi nói về một cái điểm đặc biệt gì đó, ví dụ như nói về cái sự siêng năng tinh tấn, thì có thường tinh tấn Bồ Tát, thường bất kinh Bồ Tát, thường quan hỷ tạng Bồ Tát, hay là thì khái niệm Bồ Tát rất là rộng. Thì thưa quý vị, Ngài Mục Kiền Liên đó, thì sẽ dĩ còn gọi là Bồ Tát đó, là tại vì đó là một cách tôn xưng. Dạ, tôn xưng. Cái câu chuyện này nó cũng dài, nhưng mà theo ở trong kinh điển Phật giáo Nam Tông đó, thì Ngài Bụt Kiền Liên, Ngài là một vị đệ nhất về thần thông. Và trong cái quá trình tu tập Ba La Mật á, thì Ngài tu tập nó vất vả hơn Ngài Xá Lợi Phất. Và một vị mà tu về thần thông đó, lại là một vị tạo nhiều cái
nhiều cái ác nghiệp hơn là vì tu về trí tuệ. Chuyện này nó tự nhiên như vậy. Thành ra ngày Mục Kiền Liên á, ở trong một cái kiếp quá khứ xa xưa, thì ngài đã từng là một vị đại nghịch bất đạo. Đó là vì giải quyết những vấn đề khó khăn trong gia đình mà ngài đã phải đối xử bất hiếu đối với cha mẹ của mình. Thật ra không phải là một câu chuyện đâu. Những quý vị nào nghe câu chuyện Kinh Hàng Ma ở trong Trung Bộ Kinh đó, thì ngài từng là Ác Ma Du Si, và ngài cũng có việc đại nghịch bất đạo đối với một đại đệ tử của Đức Phật. Rồi khi mà Phật giáo truyền sang Trung Hoa đó, nó có điều như vậy là người ta muốn có một hình ảnh đẹp về Đức Mục Kiền Liên. Thật ra chúng ta nghe cái câu chuyện Mục Liên Thanh Đề, tức là mẹ là bà Thanh Đề thỉnh Chư Tăng đến nhà để cúng dường. Mà cúng dường bao, rồi thay vì làm bánh bao thì lại làm thịt chó để trong cái nhân á, trong lúc Chư Tăng ăn chay. Nhưng mà rồi Chư Tăng được dặn trước, được Đức Phật dặn trước, nên chi lấy bánh bao để trong cái tay áo. Rồi về sau này bà mới sanh vào cõi vào địa ngục. Rồi ngày Mục Kiền Liên ngày xuống, ngày thăm, ngày thấy vậy ngày rất là buồn, thậm chí ngày khóc nữa. Rồi ngày lấy cơm cho mẹ ăn nhưng mẹ ăn không được. Rồi ngày mới về thỉnh Đức Phật mới dạy kinh Vu Lăng Bồ, kinh Báo Ân Phụ Mẫu đó. Thì thật ra nếu mà vị nào mà tinh ý một chút á, thì biết là câu chuyện đó nó hoàn toàn của Trung Hoa hết. Dạ, hoàn toàn Trung Hoa. Ví dụ như là người Ấn Độ thì không ăn bánh bao bao giờ, và Chư Tăng ở Ấn Độ thì không ai có cái áo, có cái tay rộng mà để bánh bao vào trong đó hết. Hay là ngài Mục Kiền Liên á, thì ngài là vị đệ nhất về thần thông, thì ngài cũng thừa hiểu là những chúng sanh trong cõi địa ngục là sao ăn cơm mình được. Khi mà thấy mẹ không ăn cơm được thì khóc đi. Thành ra cái câu chuyện đó, nó có rất nhiều cái chi tiết. Câu chuyện Mục Liên Thanh Đề đó là câu chuyện của Trung Hoa, chứ không phải là câu chuyện, không phải là câu chuyện trong kinh điển Pali. Nhưng mà như vậy là một số các cái kinh điển Phật giáo Đại Thừa đó, thì có một cái trường hợp gọi là có tích dịch ra tù, để làm là cái hình ảnh ngài Mục Kiền Liên rất là đẹp á, thì người ta tôn xưng cái hiếu hạnh của ngài là vào địa ngục cứu ngạ và về để vâng lời Đức Phật, để làm cái lễ cúng dường tứ phương tăng lễ từ tứ á, để hồi hướng cầu nguyện cho mẹ. Mà quý vị cũng biết là theo Thắng Pháp, ở Thắng Pháp á, thì một vị A La Hán đã đoạn tận vô minh và ái dục, thì các ngài làm cái gì đi nữa thì nó không có cái quả báo, không có phước giống như chúng ta làm đâu. Tại các ngài làm một cái tâm duy tác rồi, không còn có cái quả ở trong cái thế gian này nữa. Thành ra câu chuyện đó nó có nhiều điểm như vậy. Tuy nhiên ở đây chúng tôi không có đi dài dòng vào câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên qua cái kinh Vu Lăng Bồ, mà chúng tôi chỉ nói một điều ở như vậy là do có cái tinh thần của Bồ Tát Đạo đó, nên trong trường hợp đó thì ngài Mục Kiền Liên gọi là Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát là do kinh Vu Lăng Bồ. Thì gọi là vị Bồ Tát là do là ngài Đại Hiếu, nhưng mà điều trớ trêu á, theo kinh tạng Pali đó, thì ngài Sát Lợi Phất ngài lại là vị đặc biệt, đã có những giai thoại ngài độ cho một người mẹ ở trong kiếp quá khứ, và trong những ngày tháng cuối đời ngài đã về quê hương của ngài Nalanda để độ cho người mẹ trong kiếp hiện tại giác ngộ. Mà nói về người con có hiếu thì phải nói ngài Sát Lợi Phất người rất có hiếu, nhưng mà Phật giáo Đại Thừa thì không xem ngài Sát Lợi Phất là Đại Hiếu Bồ Tát, nhưng ngài Mục Kiền Liên là Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, tại vì qua cái kinh Vu Lăng Bồ. Thì quý vị đừng thắc mắc là tại sao mà cả hai cũng thời thượng thủ trên văn mà ngài Mục Kiền Liên lại là vị Bồ Tát, còn ngài Sát Lợi Phất không phải Bồ Tát. Cái này nó là một cái gì rất là đại thừa trong văn hóa Đại Thừa, văn hóa Phật giáo Đại Thừa như vậy. Chúng tôi thì nghĩ rằng mình nên biết thôi chứ không nên thắc mắc, tại vì mỗi một cái hệ giáo điển đó có một cách lý giải riêng về mỗi việc. Do đó chúng ta không có nhất thiết là mình phải nghĩ rằng cái suy nghĩ này nó phải hợp lý, suy nghĩ cách hợp lý của mình. Chúng ta đừng đặt vấn đề như vậy, mà chúng ta chỉ nên biết như vậy thôi.
chỉ nên biết chứ không nên đặt vấn đề. Quý vị chờ chút xíu nhé. Bây giờ thì chúng ta qua một câu chuyện khác. Câu chuyện này cũng hơi phiền nha quý vị. Câu chuyện này đó, thật ra cái câu hỏi này là của một vị sư cô. Sư cô này đã từng xuất gia. Cuộc số 4, bây giờ tôi sang cuộc số 4 nha. Xuất gia làm tỳ kheo đi ở tại Tích Lan. Và chúng tôi biết sư cô này thì sư cô chống lại cái bát kinh pháp. Sư cô nói cái đó là cái chuyện hậu tác bị sơ hội bịa đặt ra, chứ không có. Tôi đưa ra một lý luận là Tôn giả Nanda chỉ mới là thị giả của Đức Phật ở 25 năm cuối đời Đức Phật, tức là Đức Phật ngày hoằng đạo 45 năm. Thì 25 năm sau cùng thì Tôn giả Nanda mới trở thành đệ tử Phật. Nhưng mà câu chuyện các vị tỳ kheo đi xuất gia đó, thì lúc đó vào cái năm thứ 7, tầm thứ 7, lúc đó Đức Thế Tôn 42 tuổi và Ngài về Ca Tỳ La Vệ để Ngài độ vua cha, vua Tịnh Phạn. Và sau khi vua Tịnh Phạn băng hà rồi đó, thì Hoàng hậu Mahabhachapati Gautami mới dẫn 500 công nương dòng Thích Ca là một chuyến đi bộ bằng đi chân trần từ Ca Tỳ La Vệ xuống tới Vesali. Vesali. Ở tại Vesali đó thì đã xin vào gặp Đức Phật. Và lúc bây giờ thì trong câu chuyện kể, Tôn Đa giống như là một thị giả của Đức Phật. Và đã vào xin gặp Tôn Giả Nanda, Tôn Giả Nanda và sắp xếp vào. Thì cái vị tỳ kheo ni, cái vị tỳ kheo, cái sư cô này đó, lý luận như vậy là cái thời gian tính nó không có đúng. Bởi vì lúc đó Tôn Giả Nanda chưa có làm thị giả Đức Phật. Thì thưa quý vị, riêng về câu chuyện này đó, thì chúng tôi xin thưa, và chúng tôi xin thưa rõ ở đây một lần, trước khi chúng tôi đã nói rồi, là đúng là Tôn giả Nanda là một đệ tử, là một thị giả của Đức Phật 25 năm cuối cùng, mà cái thị giả đó gọi là thị giả chánh thức. Và thị giả chánh thức, nhưng mà cũng đã có vài nhiều lần Tôn giả Nanda đã đóng cái vai trò thị giả của Đức Phật, nhưng mà không có thường xuyên, không chính thức. Ở trước đó, lý do là khi Đức Thế Tôn Ngài còn trẻ đó, từ năm 35 cho đến năm 55 tuổi đó, thì Đức Thế Tôn không có chỉ định một vị nào là cái vị thị giả thường xuyên cho đến khi Ngài 55 tuổi. Từ năm 55 tuổi đến năm 80, Đức Phật mới chỉ định thị giả thường xuyên. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là trước khi Ngài 55 tuổi mà Tôn giả Nanda không có thời gian theo hầu Đức Phật và trở thành thị giả của Ngài. Và trong cái chuyện mà các vị tỳ kheo ni đó đến để gặp Tôn giả Nanda đó, thì ở đây bởi vì đơn giản là Tôn giả Nanda là vị xuất thân từ dòng họ của Đức Phật, là anh em chú bác của Đức Phật. Và Tôn giả Nanda là được xem như một người khéo ăn nói, và khéo ăn nói trong mọi nhiều trường hợp. Các vị biết như vậy, thành ra nhờ Tôn giả Nanda. Và Tôn giả Nanda vào bạch Đức Phật, thì lúc đó, đó Ngài chưa trở thành một thị giả thực thụ. Và chưa trở thành thực thụ. Và chúng ta cũng nghe nhiều cái giai thoại khác tương tự như vậy. Thật ra đúng là năm Đức Thế Tôn 55 tuổi đó, thì lúc bây giờ Ngài mới hợp chư tăng lại. Và Ngài cho chư tăng biết rằng đã đến cái tuổi thì Ngài cần có một người trợ tá chính thức. Và tất cả các vị tỳ kheo đều xin riêng Tôn giả Nanda thì giữ im lặng. Cho đến khi các vị tỳ kheo khác hối thúc, thì Tôn giả Nanda mới xin Đức Phật có 8 cái điều. Mà nếu Đức Thế Tôn chuẩn
phê chuẩn thì Tôn giả Tăng Đa xin được làm thị giả. Cũng như là không có nhận y cúng dường, không ở chung cốc với Đức Phật, còn nhiều nhiều điều mà ở đây chúng tôi không muốn nói dài, nó làm mất thời giờ đó. Nhưng mà không có, đừng nghĩ rằng trước kia Tôn giả Tăng Đa không có tiếp xúc, không có làm thị giả cho Đức Phật, hay là không có dự vào những việc mà liên quan đến Đức Phật và cái vị Tỳ kheo ni, không phải vậy. Và Tôn giả Tăng Đa vẫn đi theo Đức Phật ở trong thời gian đó cũng như là thời gian khác. Thật ra chúng ta đừng có quan niệm như vậy. Bây giờ thì chúng ta lại kể trở lại câu chuyện này. Câu chuyện này nó cũng hơi phiền thứ. Đó là câu chuyện số 5, là câu chuyện của một cái nàng gọi là Prakriti. Và Prakriti ở trong tiếng Pali gọi là Prakriti, ở tiếng Sanskrit là Prakriti. Thưa quý vị, khi mà để đến câu chuyện này thì chúng tôi phải thưa rằng nó là một vấn đề đó. Và đó là vấn đề. Vấn đề không phải ở trong kinh điển mà ở trong các nhà học Phật. Nếu mà quý vị nào mà nhìn hai cái bức tranh mà chúng tôi có gửi đến quý vị đó, thì quý vị biết rằng hai cái bức tranh đó nó được thực hiện bởi cái Global Pagoda của Ngài Goenka. Và Ngài Goenka đó là một vị thiền sư cư sĩ đó, thì lại là một vị mà rất là trung thành với kinh điển Pali. Và có một cái hai tấm hình ở trong số cái bộ tranh đó, là hình mà Tôn giả Tăng Đa xin nước giếng từ một cái thiếu nữ tên là Prakriti ở nàng xuất thân từ giai cấp Chiên Đà La. Và hình ảnh thứ hai là nàng đi theo Tôn giả Tăng Đa với cái tính cách là ái luyến ở trong hai bức tranh đó. Và thưa quý vị, trong Phật giáo Việt Nam mình có một tác phẩm mà hồi nhỏ chúng tôi rất là ưa thích, là tác phẩm Tình Đời Ý Đạo. Tình Đời Ý Đạo của Ngài Hòa Thượng Hộ Giác. Ngài dịch ra từ một cái tác phẩm của Phật giáo Thái Lan nói về cuộc đời của Tôn giả Tăng Đa. Thì trong đó đặc biệt là Ngài cũng đề cập nhiều đến câu chuyện của Ngài Prakriti. Hay là Ngài Prakriti, nói tiếng tiếng Bali gọi là Prakriti. Thì trong nhiều năm tháng mà chúng tôi hỏi các vị trưởng lão mà chúng tôi tra trong kinh điển đó, thì thứ gì câu chuyện này nó là một câu chuyện ngoại sử, tức là không có trong tâm tạng kinh điển và cũng không có trong sơ giải. Không có trong sơ giải của tâm tạng. Mà câu chuyện này đó nó phát xuất từ một cái bộ kinh tiếng Sanskrit là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, có đề cập đến là Tôn giả Ananda bị một ma nữ tên là Ma Tăng Gá, ở trong tiếng Nam gọi là Ma Đăng Già, dùng cái bồ mê quyến rũ. Và Đức Thế Tôn Ngài đã sử dụng cái thần chú gọi là chú Thủ Lăng Nghiêm để mà trị ma. Thì câu chuyện này hoàn toàn là của Phật giáo Bắc truyền, hoàn toàn của hệ Sanskrit. Và vì lý do gì đó chúng tôi không có hiểu, đã chuyển qua trở thành một câu chuyện truyền khẩu rất là phổ thông ở tại Miến Điện và ở tại Thái Lan. Thì chúng tôi nói phiền là phiền ở chỗ này. Một là đó là câu chuyện ngoại sử, và thậm chí các vị còn đưa ra một cái giai thoại mà là Đức Phật Ngài dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm để Ngài
xóa đi cái tâm bị ma ám, bị bù mê của Ma Tăng Gá. Mà ngài trong câu chuyện này nói rằng Bát Khá Tí đem lòng ái luyến với tôn giả Ananda, và Đức Phật ngài hỏi rằng thương thương chỗ nào, thương mắt, thương mũi, vân vân. Thì rồi hỏi rằng nếu bây giờ cắt cái đó bỏ đi cái gì, có thể chơi chút xíu. Nếu thương mắt mà cắt mắt bỏ đi, thương tai tai bỏ đi, cắt thương mũi mũi bỏ đi thì có còn thương không? Không. Chính tôi nghe câu chuyện đó. Nhưng mà cho đến giờ phút này, chúng tôi hoàn toàn không biết là Thượng Tọa Từ Siêu hay Chư Tăng có tìm thấy ở đâu ra câu chuyện đó trong Tăng Tạng Pali không. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi thưa quý vị một lần là câu chuyện này hoàn toàn không có ở trong Tăng Tạng Pali, hoàn toàn không có ở trong sớ giải, mà chỉ là một câu chuyện bắt nguồn từ Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tức là ở đó tôn giả Ananda bị một ma nữ là tên là Ma Tăng Gá, và chúng ta gọi là Ma Tăng Gia đó, đã dùng cái chú thuật để hãm hại. Và trong câu chuyện có thể là quyền ví là Đức Phật này đã sử dụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm để hóa giải thần chú kia, để tôn giả Ananda không còn bị ma ám nữa. Thì chúng tôi chỉ biết có một câu chuyện duy nhất ở trong Tam Tạng Pali có ghi lại trong Kinh Đại Bát Niết Bàn đó. Đó là khi mà Đức Thế Tôn này nói lên cái gợi ý là khải thay Vesali. Dạ. Ngày cho Tôn Giả Ananda một cơ hội để thỉnh cầu ngài ở lại tiếp tục trụ thế bằng một cái năng lực của một vị mà tu tập siêu tuyệt về tứ thần túc. Thì lúc đó Tôn Giả Ananda bị ma vương ám ảnh, thật ra Tôn Giả không có thỉnh cầu Đức Phật. Đó là một trường hợp sơ thất của Tôn Giả, trường hợp Tôn Giả bị ma vương chi phối. Nhưng này là ác ma thực sự, chứ không phải là một ma nữ như là Ma Đăng Già. Và chúng tôi kể câu chuyện này ngày hôm nay đó để chúng tôi nói rằng câu chuyện này là một câu chuyện phát xuất từ Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và đối với chúng tôi thì chúng ta nên có một cái sự phân biệt rất là rõ. Dạ, phân biệt rất là rõ. Cái nào là truyền thuyết, cái nào là ngoại sử, cái nào là chánh sử. Tại nếu chúng ta không có phân biệt cái truyền thuyết mà chúng ta lấy lộng giả thành chân, giống như là hồi nhỏ chúng tôi đọc Tam Quốc Chí, chúng tôi nghĩ đó là quyển sử. Ngay cả Tây Du Ký chúng tôi nghĩ là quyển sử. Hay là lâu lâu chúng tôi nghe những người họ cãi những cái chi tiết về sự kiện của Kim Dung chẳng hạn. Kim Dung có một lần chúng tôi nghe câu chuyện là nói về Võ Đăng, phải Võ Đăng do Trương Tâm Phong lọc ra, rồi họ trích dẫn trong Thần Điêu Đại Hiệp, rồi Cô Ấy Đồ Long. Rồi nói rằng tại sao là trước kia là đã có phái Võ Đăng rồi, từ thời Dương Trùng Dương rồi, rồi sau này lại nó có Võ Đăng thành lập ra từ đời đời nhà Nguyên, vân vân. Thì mấy cái chuyện đó người ta dựa theo tiểu thuyết của Kim Dung, và nếu lấy tiểu thuyết của Kim Dung mà để làm một cái quyển sử thì không có nên. Mặc dù chúng ta biết rằng nhà văn Kim Dung đã dùng rất là nhiều sự kiện qua các cái triều đại, kể cả phương diện võ học cũng vậy, để biết, nhưng mà không hẳn là những cái quyển đó trở thành cái cơ sở nền tảng. Giống như Tam Quốc Chí, chúng ta nên nhớ là Tam Quốc Chí là một tiểu thuyết. Dạ. Đông Châu Liệt Quốc á, thấy vậy mà cũng còn gắn gần liền, cũng còn có nhiều cái chi tiết về sự kiện, nhưng mà hư cấu cũng nhiều. Nhưng mà Tam Quốc Chí thì hư cấu nhiều lắm, là chúng ta nên rất là cẩn thận. Thì ở đây chúng tôi thưa với quý Phật tử là trong cái nhìn của chúng tôi đó, thì câu chuyện mà Ananda mà
chúng tôi nói này hơi sám hối với Ngài Hòa Thượng Hộ Giác là trong cái quyển Trình Đời Ý Đạo á, mà nói rằng rằng Bác Khả Tí đã đi theo và Tôn giả Nanda có một chút rung động đó, thì chúng tôi nghĩ rằng câu chuyện đó là một hư cấu và không nên có trong kinh điển Pali. Chúng tôi cũng xin nhắc lại là riêng về câu chuyện của nàng Prakati và chuyện nàng Maranga, Matanga mà đã có cái nhiều cái vụ sử ghi về ngài Tôn giả Nanda thì chúng theo dõi chúng tôi biết thôi, không có ở trong tâm tạng Pali và trong không có trong sớ giải. Quý vị phải đặc biệt rất là cẩn trọng về vấn đề này. Thì thưa quý vị, đó là một vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử. Nhưng một số các câu hỏi, quý vị gửi qua email. Tuần tới thì chúng tôi sẽ trở lại với câu chuyện của các đệ tử Phật. Nhưng mà lâu lâu thì chúng ta cũng nên nói rõ hơn một chút về những điểm này, bởi vì chúng tôi rất là sợ là nó có sự nhập nhằng, không có rõ ràng. Và chúng ta học rồi chúng ta cũng không biết là cái gì thuộc về lịch sử, cái thuộc về hư cấu, cái thuộc về hậu tác, mấy cái đó nó rất là tai hại. Bây giờ thì quý vị, chúng tôi tạm ngưng một chút để có sự thảo luận với chư tăng. Bạch thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Từ Siêu đang có trước máy thì xin có một câu hỏi đến thượng tọa. Mà thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có nghĩ gì và có biết gì về câu chuyện mà Tôn giả Nanda xin nước của nàng Bác Khả Tí, và nàng Bác Khả Tí đã có tâm dính mắt với Tôn giả Nanda và Đức Phật ngài đã can thiệp như thế nào? Thượng tọa có thấy câu chuyện đó ở trong sớ giải ở đâu không? Xin kính thỉnh thượng tọa, và xin thỉnh thượng tọa hãy cho biết một vài ý kiến về điều này. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Chúng tôi đọc qua kinh điển từ hồi nhỏ, chúng tôi chưa thấy ở trong chánh tạng hay trong chú giải chỗ nào nói đến cái câu chuyện này. Chỉ có đọc được ở trong cái quyển Tình Đời Ý Đạo của Ngài Hòa Thượng Hộ Giác. Khi xưa cái quyển đó cũng đã được in khi mà Ngài còn ở Việt Nam. Nhờ in sơ sài lắm, không phải cái bìa tốt, giấy tốt giống như là sau này ở hải ngoại in. Thì chỉ không biết được là cái câu chuyện đó do Ngài Hộ Giác này Ngài viết, mà lúc đó chúng tôi nghĩ như là một cái thiên tiểu thuyết mà hư cấu thôi, chúng tôi chưa hề nghĩ rằng đó là chánh tạng. Mặc dù trong đó cũng có một vài tình tiết mà Ngài trích dẫn, là thí dụ như Tôn giả Ananda bạch hỏi Đức Phật ở trong quyển Tình Đời Ý Đạo, bạch hỏi Đức Phật là nếu mà các vị tỳ kheo khi mà thấy những tín nữ thì phải đối xử như thế nào, thì lúc đó Ngài viết là Đức Thế Tôn dạy là đừng nhìn, đừng ngắm và thưởng sắc. Nhưng mà chữ đừng ngắm không biết người ta in sai hay là Ngài viết sai mà người ta in vậy. Đấy là đừng nhìn nhưng mà đứng ngắm là thưởng sắc. Cái câu chuyện này nó trở thành cái giai thoại mà Hòa Thượng Thiện Pháp Sư Cả Chùa Thiền Quang cũng thường hay nhắc cái với sư trưởng với Hòa Thượng Giác Chánh để cười, đừng nhìn nhưng mà đứng ngắm là thử sách. Và thưa quý vị,
Mặc dù cái lời lẽ đó, mặc dù cái ý đó thì nó cũng có ở trong kinh, nhưng mà cái nguyên văn thì không phải là như vậy. Thì ở đây đó, nói chung cái gì cũng vậy, có tích thì dịch ra tuồng, đọc để cho vui vậy thôi. Chuyện ở trong những cái câu chuyện trong Phật giáo, nhất là kinh Bổn Sanh Chataka, sau này người ta làm cái chuyện cổ tích Phật giáo đó, thì người ta cũng dịch ra, không biết người ta lấy cái nguồn tư liệu đâu. Nhưng mà khi mà ra văn bản tiếng Việt thì gần như là họ hư cấu. Chắc có lẽ là mấy người viết đó họ cũng không có rành Pali lắm, thì họ nghe thông thoáng những cái vị tiền bối kể về câu chuyện, cái họ có một chút ít văn chương chữ nghĩa tiếng Việt, rồi họ dựa theo đó họ phóng đại, họ viết, họ hư cấu. Thì người Phật tử chúng ta cũng không cần thiết phải quan tâm cái vấn đề đó. Nhưng mà có điều là như khi nãy Thượng Tọa Giới Đẳng có nhắc cho chúng ta đó, là khi mà chúng ta đọc qua cái gì mà nó có mang máng, nó liên hệ đến Đức Phật và đệ tử của Đức Phật đó, thì chúng ta phải coi chừng, xem coi cái người ta viết như vậy, cái này phải dùng trí tuệ chúng ta hiểu coi cái này nó là chính sử hay là nó là giả, chuyện giả sử, vân vân. Mà cái điều quan trọng nhất là người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta đi vào Phật Pháp, không phải là chúng ta nghe, chúng ta cố tình chúng ta học những cái giai thoại, những cái giai thoại, những cái câu chuyện ở trong Pháp, ở trong Phật giáo. Bởi câu chuyện người ta có dễ dàng hư cấu lắm thôi. Chúng ta phải làm sao chúng ta học giáo lý căn bản, và chúng ta phải đặt niềm tin tuyệt đối. Niềm tin đó dựa vào đâu? Đức Phật là đấng giác ngộ vô thượng, chánh pháp là được khéo thuyết toàn hảo, tăng chúng đệ tử Thế Tôn là bậc thanh tịnh, thành tựu vì giới định tuệ. Trong cái bài Vô Cấp Bất Cô Ti Bi Áp Mai Văn, bài đó có tán thán và lễ bái Tam Bảo Đức Phật giáo pháp được tăng chúng. Chúng ta hãy nghe cái đó, rồi khi chúng ta đã có niềm tin chân chính đó rồi đó, thì chúng ta học giáo lý. Cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý là bây giờ cái vấn đề nhức nhối, tức là cái sự khổ đau do phiền não, do nghiệp quả và do già bệnh chết nó chi phối. Bây giờ chúng ta cần phải hiểu được rằng giáo pháp Đức Phật đã dạy những gì để đối phó với những cái nỗi khổ đau đó và thoát khỏi nỗi khổ đau đó. Chúng ta quan trọng là chúng ta phải học hiểu và chúng ta đi vào cái đó thôi. Còn về cái vấn đề những cái câu chuyện cổ tích chính sử hay là giả sử, chúng ta cũng không cần phải quan tâm lắm, không cần phải quan tâm lắm. Có nhiều người họ thích thì biết được nhiều chuyện cho ta cá, nhiều chuyện bổn sanh để mà gọi là đi ăn dỗ, có chuyện để mà nói chứng tỏ rằng mình là mình hiểu kinh điển nhiều. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, người mà biết nhiều giai thoại về những cái câu chuyện liên quan đến Đức Phật và đệ tử Đức Phật đó, chưa hẳn là cái người thông suốt về giáo pháp. Một người có thể gặp những cái hoàn cảnh éo le ngang trái mà tâm của họ vẫn
bình thản, vững chốn trong thiện pháp bằng cách là áp dụng lời dạy của Đức Phật trong đời sống, thì cái đó, thì người đó mới thật sự là người hiểu được kinh điển. Và hơn nữa là khi mà phải phát biểu nói ra Phật ngôn, người đó giải thích một cách rành mạch và không sự mâu thuẫn chống tránh, nhất là đưa ra những câu hỏi mà nó không có đi ngược lại với cái truyền thống pháp luật của Đức Phật á, thì người này mới gọi là thật sự hiểu giáo pháp. Chứ còn nếu mà chúng ta biết nhiều cái chuyện cổ tích, nhiều cái câu chuyện có khi hơi khấu, thưa quý vị, như là chúng ta biết về nhiều cái câu chuyện trong Giải Năng Đa bị cái cô Ma Đăng Già cổ yêu rồi cổ đi theo vân vân, thì trong trường hợp này chỉ là hơi khấu, cái đó chúng ta không cần để ý, cái này không có lợi ích gì cho cái việc tu tập chúng ta hết. Cho nên ở đây thì trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng, thì một là chúng ta xin thưa rằng chúng ta cũng chưa từng thấy ở trong kinh điển Chánh Tạng Pali hay là chú giải về cái câu chuyện này. Thứ hai nữa là chúng tôi chỉ có một vài lời gợi ý để nhắc nhở các Phật tử chúng ta là học hiểu Phật pháp nên hiểu những cái điều cốt lõi, những cái điều thiết thực đưa đến lợi ích kìa, chứ đừng có đi tìm hiểu chi những cái câu chuyện đó. Thứ ba nữa là chúng ta nếu có đọc qua những cái quyển sách nào có đề cập đến câu chuyện gì liên quan đến Đức Phật và đại đệ tử Phật, thì chúng ta phải cẩn thận dùng trí tuệ của mình để xem coi cái đó là nó chính sử hay là giả sử. Ba vấn đề đó chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trân Thượng Tọa Thượng Sư. Bạch Thượng Tọa Thượng Sư, nhân Thượng Tọa đang ở trước máy đó, Thượng Tọa có khi Thượng Tọa xác định rõ một điều, đó là phải chăng Đức Phật, kể cả trước khi Ngài viên tịch đó, những việc cuối cùng Ngài cũng không có chỉ định một vị nào kế thừa cái vai trò lãnh đạo tăng chúng. Và dĩ nhiên là chúng ta nói là ngay cả tôn giả Mahakayipa, tôn giả Mahakassapa là Ngài nhận lấy cái trách nhiệm để đứng ra mời thỉnh chư tăng cho cuộc cái tập tâm tạng, thì điều đó là do cái sự phát tâm của Ngài. Chứ Đức Phật Ngài không có chỉ định một vị nào mà gọi là thừa tiếp cái vai trò lãnh đạo, phải như vậy không? Xin Thượng Tọa Quan Hỷ xác nhận và giải thích thêm là tại sao như vậy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, quá thật vậy. Đức Thế Tôn Ngài không có chỉ định, khi mà Ngài sắp viên tịch Niết Bàn Ngài cũng không có chỉ định. Ngay trong một cái bài kinh, trong Trung Bộ Kinh mà khi Đức Thế Tôn Ngài đã viên tịch Niết Bàn rồi, lúc đó Tôn Giả Năng Đa đi gặp một ông Bà La Môn. Ông Bà La Môn đã hỏi, thì Ngài Năng Đa cũng xác nhận rằng là Đức Thế Tôn không có chỉ định một vị tỳ kheo nào đó để làm chỗ nương tựa cho chúng tỳ kheo, vân vân. Thì ông Bà La Môn hỏi, nếu vậy thì các vị tỳ kheo sau khi Đức Phật viên tịch, tại sao các vị tỳ kheo lại sống với nhau một cách hòa hợp? Thì Ngài Ananda Đa Ngài mới nói là chính chúng tôi nương tựa vào giáo pháp của Đức Thế, pháp luật của Đức Thế Tôn. Đại khái là như vậy. Thì chúng ta y cứ vào về kinh đó,
do tôn giả Năng Đa đã đối đáp với Bà La Môn này thì chúng ta đã có cơ sở để chúng ta nói rằng Đức Phật này không bị dạy. Và hơn nữa, có một lời cuối cùng, có một lời trong thời gian cuối cùng đó, Đức Thế Tôn đã dạy rằng Vô vô anh đã mê gia tham mô chắc Quynh vô chắc đi sĩ tô Quanh nhá tô sô vũ Mà mạch chi dê đã sắc thà. Này Năng Đa, pháp và luật nào mà Như Lai đã thuyết giảng, đã chế lập cho các ngươi thì chính pháp luật đó sẽ là thầy của các ngươi sau khi ta viên tịch. Rõ ràng là Đức Thế Tôn đã xác định như vậy, thì có lý do nào mà khi mà tôn giả Năng Đa bạch hỏi Đức Phật sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, chúng con tăng trẻ chọn ai để làm thầy, làm chỗ nương tựa, thì Đức Phật ở đây dạy hãy lấy pháp luật làm thầy, làm bậc đạo sư, nương tựa vào giáo pháp được rồi. Còn cái trường hợp mà tôn giả Mahakasapa mà ngài đóng cái vai trò đó, nó có lý do như thế này. Sau khi trước khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch đó, thì những vị đệ tử cao hạ của Đức Thế Tôn đã viên tịch, luôn cả hai vị thượng thủ Thinh Văn cũng đã viên tịch đến bàn trước Đức Thế Tôn. Cho nên lúc bây giờ tôn giả Mahakasapa được xem như là vị tỳ kheo trưởng lão cao hạ nhất trong số các vị tỳ kheo còn lại lúc bây giờ. Và nó cũng có một duyên cớ là vì khi mà Đức Thế Tôn viên tịch, lúc đó nhục thể của Đức Thế Tôn chưa có trà tỳ, thì tôn giả Ăn Đa ở tôn giả Mahakasapa ngài cùng với hội chúng là 500 vị tỳ kheo được nghe tin rằng Đức Thế Tôn đã viên tịch, thì các vị đó đã theo tôn giả Mahakasapa đi về để đảnh lễ, để viếng tang. Thì lúc trên đường đi đó, có một vị tỳ kheo già bán thế xuất gia tên gọi là Suphaddha. Suphaddha này không phải, chúng ta đừng có nhầm lẫn, Suphaddha là vị du sĩ mà đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Vị Suphaddha du sĩ, Suphaddha đệ tử cuối cùng Đức Phật là chứng A-la-hán sau khi được Đức Phật ngài thu nhận, là đệ tử cuối cùng là khác. Còn vị sư già này đó, thấy những vị tỳ kheo khác khóc lóc tức tưởi buồn khổ, thì ông ta mới nói rằng này các hiền giả, thôi đi, các hiền giả đừng có khóc than nữa. Khi mà Đức Phật ngài viên tịch thì cái điều này mai cho chúng ta sẽ được tự do thoải mái, để không còn bị ai ngăn cản, bị ai quở trách. Các ngươi chớ có làm như vậy, chớ có làm như vậy, hãy làm như thế này, như thế này. Đó, vì đang trong cái hoàn cảnh là về để mà lễ trà tỳ Đức Thế Tôn, trong hoàn cảnh đó tôn giả Mahakasapa ngày im lặng, ngày nghe ngày im lặng. Trong đầu ngài đã có cái sự suy nghĩ về cái lời nói của vị tỳ kheo già Suphaddha đó rồi, nhưng mà ngài để cho qua chuyện. Đến khi sau khi lễ trà tỳ Đức Thế Tôn, thể Đức Thế Tôn xong 3 tháng sau đó, thì lúc mà hội họp chư tăng lại, thì tôn giả Mahakasapa ngài có đưa cái vấn đề này lên.
cái vấn đề của vị tỳ kheo già Xuất Phát Đá có cái lời nói trịch thượng như thế, cái lời nói dễ vui như thế, nếu mà không có dập tắt được cái lời nói này để chấn chỉnh thì Đức Thế Tôn viên tịch không bao lâu do bị biến hoại. Thế cho nên Ngài đã triệu tập 500 vị A-la-hán thông suốt kinh điển và 499 vị A-la-hán đã có mặt, thì Tôn giả Ma-ca-sa-pa Ngài nói với Chư Tăng rằng khi sinh tiền Đức Thế Tôn đã tuyên bố tỳ kheo Ananda là vị đa văn thủ khoa chánh pháp Dhammakarika, cho nên cần phải có mặt vị này ở trong cái buổi hội nghị kết tập tâm tạng, kết tập kinh điển để mà trùng tuyên lời Đức Phật dạy như là một nhân chức lịch sử. Thì lúc đó Tôn giả Ma-ca-sa-pa Ngài đã tìm cách mời riêng Tôn giả Ananda đến, và Ngài cố tình Ngài đưa ra những cái khuyết điểm, những cái lỗi phạm tội tác ác mà tỳ kheo Ananda đã làm, như là Đức Thế Tôn đã không cho nữ giới xuất gia mà hiền giả lại cố tình nài nỉ để cho nữ giới xuất gia làm cho giáo pháp nó bị mất đi phần nửa tuổi thọ, cái đó cũng là một cái lỗi lầm. Hay là lúc mà may y cho Đức Thế Tôn, hiền giả đã đạp chân lên y là có cái sự bất kính đối với Ngài, vân vân. Hay là khi Đức Thế Tôn gửi ba lần để thị giả thỉnh cầu Ngài duy trì thọ mạng mà thị giả lại lơ đễnh không có để ý, không có thỉnh để Đức Thế Tôn Ngài nhận lời với Ma Vương về nếu bạn sớm, vân vân. Khi đưa ra những cái điều đó, Tôn giả Ananda mới trần tình cái sự kiện như vậy xét ra thì con không có tội. Tôn giả Ananda rất kính trọng Ngài Ma-ca-sa-pa như là bậc thầy vậy đó. Cho nên Tôn giả Ananda nói tuy nhiên nếu như Ngài và Chư Tăng thấy rằng đó là một lỗi lầm thì cũng xin sám hối. Lúc đó Ngài còn là hữu học tu đù quần thôi. Tôn giả Ananda Ngài dứt khoát là nói rằng nếu mà hiền giả muốn cho Chư Tăng xá lỗi lầm đó thì hiền giả hãy tinh tấn nỗ lực làm sao nội trong đêm nay phải thành tựu cứu cánh của đời sống phẩm hạnh. Thì Tôn giả Năng Đa nghe như vậy đó, Tôn giả Năng Đa bắt đầu cả đêm đó là hành sa môn pháp, hành thiền định. Nhưng mà vì ngũ quyền tính tấn niệm định tuệ nó không có được cân bằng, không có được quân bình, cho nên Tôn giả Ananda Đa vẫn khi tờ mờ sáng vẫn chưa. Thì lúc mà Tôn giả Ananda Đa nghĩ rằng ta sẽ nghỉ một chút thì Ngài nghiêng người sẽ chuẩn bị nằm xuống khi, nhưng mà vẫn giữ chánh niệm tỉnh giác, đầu chưa chạm gối thì Ngài đã đắc qua La Hán. Cho nên Ngài liền ngồi dậy và đi đến hội nghị. Lúc bây giờ Ngài là một vị A-la-hán rồi, Ngài Ananda thì cùng với 499 vị kia là 500 vị A-la-hán, đây gọi là Pancha Sataka, là hội nghị 500 vị. Thì lúc đó Tôn giả Ananda
mới được tôn giả Mahakasapa vấn liên hệ đến pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết, và tôn giả tôn giả Upali thì đáp những cái câu hỏi có liên hệ đến, liên quan đến luật mà Đức Thế Tôn đã chế định. Thì tôn giả Ananda và tôn giả Upali chịu trách nhiệm đó. Mà chúng ta cần phải biết rằng là nếu chúng ta đọc ở trong Chu La Quát Cá hay là ở trong Maha Quan Sát trong đại sử của Tích Lan á, còn Chu La Quát Cá đại là tiểu phẩm của Luật Tạng đó, thì chúng ta thấy sự gì biết không phải tự nhiên mà tôn giả Maha Kasapa ngài được Đức Phật ngài chỉ định như đâu. Trước mặt 500 vị A-la-hán, 499 vị A-la-hán thì tôn giả Mahakasapa ngài được Chư Tăng đề cử. Nó có hai lý do đề cử làm chủ trì cho cái buổi hội nghị kết tập kinh điển. Một là vì lúc đó tôn giả Mahakasapa là vị trưởng lão cải nhất và có nhiều ưu điểm, mà ngay khi Đức Thế Tôn ngài còn hiện tiền, ngài cũng đã từng khen ngợi tán thán cái hạnh đầu đà của tôn giả Mahakasapa. Và trong cái sự kiện như khi nãy chúng ta nghe Thượng Tọa Giới Đẳng nêu ra đó, là trường hợp mà Đức Thế Tôn ngài đổi Y Tăng Về Lê sang Khati với tôn giả Mahakasapa, vì một vị tỳ kheo trưởng lão cao hạ và có nhiều uy tín như vậy cho nên chưa tăng đề cử. Thứ hai nữa đó, cái sự chấn chỉnh cái hội nghị này là mục đích để duy trì Phật pháp, duy trì Phật ngôn, mà nguyên nhân xuất phát từ lời nói của vị sư già Sư Quanh Đá, đệ tử của tôn giả Mahakasapa. Do đó cho nên đương nhiên là tôn giả Mahakasapa phải có trách nhiệm. Nó vậy đấy thưa quý vị, chỉ có vậy thôi. Chứ còn cái chuyện mà Đức Thế Tôn ngài truyền y bát cũng như kế thừa đó, truyền y bát cho tôn giả Mahakasapa là kế thừa, đây là ý kiến của Phật giáo đại thừa thôi, chứ còn của Trung Hoa đó, chứ còn trong cái điển Pali không nói với chỗ này. Chúng ta thấy rõ ràng là nếu vậy thì cái lời nói trước và lời nói sau nó lại mâu thuẫn. Không lẽ Đức Phật ngài đã trao truyền y bát, ngài chỉ định cho tôn giả Mahakasapa là đệ tử kế thừa ngài để mà quản lý tăng chúng. Nếu vậy thì tại sao mà khi tôn giả Ananda hỏi Đức Phật sau khi Đức Thế Tôn nguyên tịch, chúng con sẽ nương tựa vào ai và ai sẽ là vị thầy của tăng chúng, thì Đức Phật ngài dạy cái con lấy pháp luật của Như Lai đã thuyết giảng để chế định đó, lấy nương vào pháp luật đó để làm thầy. Thì chẳng lẽ hai cái sự kiện đó lại mâu thuẫn với nhau? Trước nói vậy, sau nói vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải cẩn thận. Thì chúng tôi xin có một vài điều để chia sẻ với quý vị nhân cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam mô Phật thầy. Sa thú kính trình Thượng Tọa Thủ Sư. Bạch Thượng Tọa Thủ Sư, khi mà Thượng Tọa đề cập đến ngài Mahakasapa, có hai cái chuyện mà chúng ta thấy ở trong Tương Ưng Bộ mà chúng ta sẽ học sắp tới đó. Một là Đức Phật ngài ca ngợi rằng ngài Mahakasapa đó, tôn giả Kasapa đó,
là có cái tư cách giống như Ngài trong cái việc mà sách tính hay là khiển trách tăng chúng trong đời sống tu tập. Và một cái việc khác nữa là cũng là một chuyện rất lạ là Đức Phật Ngài, Ngài có nói rằng Ngài so sánh cái khả năng mà nhập thiền, xuất thiền của Ngài Ma Kết Sát Bá. Nếu mà chúng ta đọc vào đoạn đó thì chúng ta thấy rằng đại khái Đức Phật nói giống như là Ngài làm được chuyện đó thì Ngài Ma Kết Sát Bá cũng làm được chuyện đó. Thì không biết thì tôi đọc chuyện đó thì tôi thấy lạ không? Là một á, là Đức Thế Tôn Ngài rất ít khi, nhưng Ngài chưa bao giờ Ngài so sánh ai mà trong cái khả năng về xuất nhập thiền chứng mà như như Ngài so sánh về Ngài Ma Kết Sát Bá. Và không biết thượng tọa khi đọc đoạn đó thượng tọa có cảm nhận như thế nào không, là phải chăng là về phương diện xuất thiền nhập thiền là cái gì rất là ưu việt, cái gì rất là đặc biệt của Ngài Kết Sát Bá, mặc dù chúng ta không tìm thấy đoạn khác. Và cái mà hơi khó hiểu đó là sự so sánh của Đức Phật, khi Ngài so sánh Ngài Kết Sát Bá với chính Đức Phật, thì xin nhân đây thỉnh thượng tọa từ Sư Quan Hỷ có vài lời chia sẻ về điểm này, thỉnh thượng tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, không phải chỉ riêng có đối với tôn giả Ma Kết Sát Bá mà Đức Phật người tán thán, người so sánh như vậy. Ngay cả như tôn giả Sariputta, tôn giả Moggallana mà Đức Phật ngài cũng tán thán. Ngài nói rằng là tôn giả Sariputta, tôn giả Moggallana, hai vị thượng thủ tinh văn này có đủ khả năng để vận chuyển pháp luân như là ta đã vận chuyển pháp luân. Như vậy thì trường hợp mà nói trên cái khía cạnh mà thuyết pháp đó thì ngày 8 tháng thì tưởng ưu tú. Còn phương diện mà nghiêm khắc thì ngài là 8 tháng một vị đệ tử như là Ngài Ma Kết Sát Bá chẳng hạn, thì cái chuyện đó không lấy gì làm lạ. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cũng phải thôi, vì tất cả những vị đệ tử của Đức Phật, những bậc A-la-hán, những vị đó đều có đều có cái sự thanh tịnh, ngài có cái đặc hạnh. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài nói lên điều đó, đó như là để ngài tuyên dương cho tăng chúng biết những vị đó là những bậc hạ kính mà các vị tỳ kheo cần phải nương tựa, cần phải học hỏi, cần phải theo gương đó, chứ không phải chỉ biết có một mình Đức Phật thôi. Đức Phật thì thường làm như vậy. Bởi thế ở đây chúng ta thấy Đức Thế Tôn là bậc đạo sư tuyệt vời, không phải ngài chỉ muốn các vị tỳ kheo xuất gia trong giáo pháp biết đến ngài thôi là vị đạo sư, mà ngài luôn luôn ngài tán thán những vị tỳ kheo có khả năng để làm chỗ nương tựa cho tăng chúng. Ngày 8 tháng như vậy để các vị tỳ kheo sống ở nơi các vị đó và tôn trọng các vị đó, chớ đừng có nên
chỉ biết tôn trọng của mình Đức Phật rồi xem thường các vị đó, cái điều đó không nên. Thì ở đây chúng ta thấy rõ là cái trường hợp mà Đức Phật là tán thán một vị tỳ kheo thì đó cũng là chuyện bình thường. Và khi sách vị tỳ kheo đó làm những gì mà Ngài cũng đã làm đó, Ngài đã làm gì thì vị tỳ kheo đó có thể có khả năng làm gì đó, thì Ngài tán thán như vậy thì cũng là chuyện thường thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng lưu ý như thế này. Nói là nói như vậy thôi, chúng ta phải xem kỹ cái chỗ đó. Vì khi mà nói đến Yamaka Patihariya tức là hệ song thông, tức là thực hiện thần thông một lúc mà hai điểm một lửa và điểm một nước đồng thời, gần như là đồng thời, hay là điểm một ánh sáng từ nơi thân thoát ra ánh sáng màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng cùng chiếu ra đó. Nếu một vị tỳ kheo bình thường đó, nếu hạng thinh văn thì không có làm thần thông đó được. Ngay cả tôn giả Mục Tà Lành á là vị được xem như là tối thắng về thần thông mà cũng không hiện song thông được đâu. Thì ở trong trường hợp mà tôn giả Mahakasapa được Đức Thế Tôn Ngài tán thán thì đó chỉ là cái chuyện mà xuất nhập thiền tự tại Vassi thôi, chứ Ngài không có nói đến cái chuyện mà tôn giả Mahakasapa có thần thông tương đương với Ngài, hãy Ngài thực hiện song thông được thì tôn giả Mahakasapa cũng hiện song thông được, không phải như vậy. Cho nên chúng ta cũng phải cẩn trọng cái chỗ đó. Cái chỗ nào mà Đức Phật Ngài tán thán bị đệ tử Ngài đeo là so sánh thì chúng ta cũng phải cẩn trọng. Tôn giả Sariputta được Đức Phật Ngài tán thán có thể thay Ngài để vận chuyển lưng, tức là những cái lời nói, những cái bài pháp mà Đức Thế Tôn thuyết, cái tóm tắt tôn giả Sariputta có thể triển khai rộng rãi ý nghĩa để trình bày, để giảng giải đến chư tỳ kheo. Cho thật sự ra thì có những điều mà tôn giả Sariputta Ngài vẫn có cái sự thắc mắc, phải hỏi Đức Phật để Đức Phật Ngài giải thích cho nghe, có những trường hợp đó chứ. Do đó cho nên không thể nào một vị thinh văn mà có thể có trình độ tương đương với một vị đạo sư là chắc đẳng giá được. Cho nên cái chuyện này chúng ta thấy nó bình thường thì đó là cái chuyện bình thường, chúng ta không cần phải quan trọng quá trong cái vấn đề này để làm cho chúng ta phải có cái sự hoang mang. Chừng nào học tương bộ kinh đến cái phẩm đó thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có dịp để chúng ta trao đổi nhiều hơn. Còn bây giờ thì chúng tôi xin có một vài lời chia sẻ với quý vị. Xin tỉnh thường tội giới đẳng trở lại trong 5 phút nữa để kết thúc cái trò của buổi học hôm nay. Nam mô Bồ Tát nha. Bạch Thi Tôn Đức và thượng quý Phật tử rất là cảm kích thượng tọa tổ sư đã dành thời giờ để chia sẻ một số vấn đề liên quan đến các câu hỏi mà quý Phật tử đã gửi cho chúng tôi về liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Nhưng đây thì chúng tôi cũng nói thêm một điểm là có một vị hỏi chúng tôi về có cách nào để mà mình sắp xếp chính xác cái niên lịch. Thí dụ như
sự việc đó xảy ra năm nào ở trong cuộc đời hoằng đạo của Đức Phật không? Thì chúng tôi thưa với quý vị như vậy là ở trong Lục Tạng đó thì có đề cập đến một số những cái trình tự về những năm tháng Đức Phật nhập hạ trong những mùa hạ đầu tiên, 20 năm đầu tiên. Nhưng mà sau đó rồi thì chúng tôi không có tìm thấy được ghi một cái rõ ràng. Và cũng phải nói rằng rất là khó để xác định rõ cái thứ tự của các bài kinh theo niên lịch. Nhưng quý vị biết là khi Tổng Đại Năng Đa kết tập đó, thì Ngài đề cập nhiều về địa danh, nhưng mà tức là về thời gian đó, anh về không gian đó, nhưng mà về thời gian không có. Nó cũng dễ hiểu là thời bây giờ chúng ta chưa có một loại lịch thống nhất, và cũng không biết là làm thế nào để mà ghi lịch. Như là quý vị biết là bây giờ chúng ta thì chúng ta nói là trước Tây lịch hay là sau Tây lịch, hay là bên Trung Hoa Việt Nam thì nói là Đường Thái Tông năm thứ mấy, hay là vua Khang Hy năm thứ mấy, vân vân. Còn Ấn Độ thời đó là một nhiều quốc gia có nhiều vua chúa, và người ta không có niên lịch, thành ra không có, không có nêu chính xác được. Và do vậy trong cái kho tàng kinh điển Phật học đó, thì có nhiều thứ chúng ta phải dựa trên sự suy đoán về thời gian, chứ chúng ta không có biết rõ. Vì điểm này thì chúng tôi hy vọng có dịp nào đó thì chúng ta sẽ nói thêm, nếu có một vài học giả nào đó cho chúng ta được có cái nhìn tốt hơn thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Dù sao đi nữa thì thưa quý vị, khi mà học Phật pháp như lời Thượng Tọa Từ Siêu có nhắc là có những cái phần tinh túy giáo lý căn bản mà chúng ta rất cần để biết, để học và để tu tập. Chúng ta không nhất thiết là phải biết một cách hoàn toàn chính xác là bài kinh đó được giảng ở đâu, trong trường học chi tiết như thế nào. Cũng có thể có một phần, nhưng mà không cần lắm. Không cần lắm. Nếu chúng ta nắm được cái phần chi tiết, phần căn bản về Phật pháp rồi thì chúng ta sẽ không có ngại. Và nói chung thì điểm lợi lạc ở trong Tam Tạng kinh điển là chúng ta học với cái tâm rất là mở rộng, với tâm cung kính Đức Pháp Bảo. Và đồng thời nếu mà những lời dạy của Đức Phật, cho dù là dạy cho chư thiên hay cho bất cứ ai mà khiến cho tâm tư của chúng ta được khai thị, được sâu sắc, thì rất, chúng ta rất cần để ý. Và quý vị thấy trong kinh có nhiều trường hợp mà có những cuộc đối thoại của Đức Phật với chư thiên đó, và đã để lại cho chúng ta những cái lời dạy rất là lợi lạc. Như quý vị học đọc cái phẩm Cây Lao ở trong Tương Ứng Bộ, và rải rác đó đây như vậy, kinh Hạnh Phúc mà chúng ta tụng chẳng hạn. Thì thưa quý vị, một người Phật tử học Phật giống như trong cuộc sống này, chúng ta lựa thức ăn. Dạ, lựa thức ăn thì một điều mà chúng ta nên để ý là thức ăn nào mà nó có lợi lạc, nó có tốt cho sức khỏe, cho sự dinh dưỡng, chứ không nhất thiết là chúng ta phải đào quá sâu. Chúng tôi không nói như vậy là phủ nhận hoàn toàn, nhưng mà đôi khi chúng ta phân ra nhiều, ví dụ như là mình nói cây cacao, cái gốc nó từ đâu, trước khi đến Nam Mỹ thì nó có ở đâu, vân vân. Thì nếu chưa biết thêm thì nó cũng thú vị, nhưng mà không biết cũng hại gì. Quan trọng là chúng ta biết là cacao uống vào đó có bị mất ngủ không, nó có caffeine nhiều không, nó có lợi cho sức khỏe như thế nào. Đó là những điều mà chúng ta nên biết. Vì vậy trong cái việc nghiên cứu kinh điển đó, thì chúng tôi có nói với quý vị là có một số cái chi tiết mà nhất là về thời gian đó, chúng ta rất là khó để khẳng định. Dù sao đi nữa thì cái ý nghĩa của kinh, cái giá trị lời dạy của Đức Phật mang lại cái lợi ích thiết thực cho đời sống như thế nào, đó là điều mà tất cả chúng ta cần quan tâm. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình Tương Ứng Bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Thế Quyền. Kính truyền chư Tôn Đức đã vào Trung để chia sẻ lớp học ngày hôm nay, và đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành,
Nam Mô Bụt Tha Gia. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong email và để chúng con được hiểu rõ hơn về giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân với Ngài. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn tại những giáo nghiệp vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tâm chỉ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý, như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hạnh trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, tự tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Gia, con kính tri ân với Ngài Nhật Huỳnh, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành là cảm cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường kiềm nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường gió nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vị nhân. Sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa buta lupa vena soti hontu niron darang hontu sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti hontu niron darang hontu sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa sangha rupa vena soti hontu niron darang. Nguyện công đức đã làm, kiến duyên lành giải thoát, đệ tử và chúng sanh đồng niệm hành chánh giác.